Kính chào quý khán giả của Carolina TV. Tuần lễ đầu tiên của tháng 10 năm 2018. Chiếc áo không làm nên thầy tu. Nhà báo Phạm Trần Biên soạn, Trần Hưởng tóm lược và trình bày. Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam được Ban Chấp hành Trung ương đề cử giữ chức Chủ tịch nước tại phiên họp kỳ 8 ngày 3 tháng 10 năm 2018, thay thế ông Trần Đại Quang đã qua đời ngày 21 tháng 9 năm 2018. Ông Trọng sẽ được Quốc hội chính thức phê chuẩn tại kỳ họp 6, bắt đầu ngày 22 tháng 10 năm 2018, mở đầu kỷ nguyên lột xác mới trong cơ chế cầm quyền thống nhất một người giữ cả hai chức chủ tịch nước đồng thời là tổng bí thư đảng. Thực tế chúng ta thấy rằng cho đến khi qua đời ngày 2 tháng 9 năm 1969, ông Hồ Chí Minh là người duy nhất kiêm nhiệm hai chức vụ chủ tịch đảng và chủ tịch nhà nước trong suốt 49 năm sau đó, 1969 đến 2018, hai chức danh được phân công cho hai người khác nhau. Lý do của quyết định này chưa bao giờ được công khai, nhưng có thể vì sợ tập trung quyền hành vào tay một người sẽ đưa đến lộng quyền, chuyên chế, làm hỏng việc và chia rẽ nội bộ. Vì vậy, chức danh chủ tịch nước tuy được quy định trong điều 86 hiến pháp là người đứng đầu nhà nước thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại. Nhưng thực tế không có quyền sinh sát toàn diện bằng Tổng Bí thư Đảng vì Đảng lãnh đạo cả nhà nước và xã hội hơn nữa hàng ngũ lãnh đạo từ trung ương xuống địa phương hoàn toàn là cán bộ đảng viên nên lệnh đảng bao giờ cũng nặng ký hơn lệnh nhà nước nhưng tại sao ông trọng lại được ban chấp hành trung ương chọn vào lúc này có lẽ có ba lý do thứ nhất là chủ tịch nước trần đại quang qua đời nên phải có người điền thế thứ hai là ông trọng hội đủ mọi điều kiện theo quy định của chức danh chủ tịch nước thứ ba nhằm đáp ứng nhu cầu tinh giảm biên chế nên nhân cơ hội cần lấp chỗ trống ông quang để lại bộ chính trị quyết định tập trung lãnh đạo đảng và nhà nước vào làm một để tiết kiệm ngân sách và hy vọng chạy việc hơn Thứ tư là để phù hợp với nhu cầu đối ngoại và phong tục bang giao quốc tế, nhất là đối với những quốc gia không có hệ thống lãnh đạo đảng và nhà nước riêng biệt. Tài liệu chính thức ghi rằng tân chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14 tháng 4 năm 1944 tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội. Ông là Ủy viên Trung ương các khóa 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ủy viên Bộ Chính trị các khóa 8, 9, 10, 11, 12. Tham gia Thường trực Bộ Chính trị từ tháng 8 1999 đến tháng 4 2001. Đại biểu Quốc hội các khóa 11, 12, 13 và 14. Ông là người đặc biệt giáo điều bảo thủ, đệ tử cuồng nhiệt của chủ nghĩa Mark Lenin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh. Ông chống đa nguyên, đa đảng, chống cho tư nhân ra báo, chống mạng xã hội, chống tổ chức dân sự và quyết liệt chống đối lập mọi lập và mọi hành vi chống chính sách cai trị độc tài của đảng. Ông có bằng tiến sĩ chuyên môn về xây dựng đảng. Cũng rất rõ ông là người thân tàu Bắc Kinh nên thường không dám cưỡng lại mọi áp lực của lãnh đạo Trung Cộng. Việc thứ hai chứng tỏ ông chủ tịch nước mới Nguyễn Phú Trọng đã có toan tính trao chứng cho ác khi bộ chính trị do ông cầm đầu đã đồng ý dự luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt tức luật đặc biệt tại vân đồn tỉnh quảng ninh bắc vân phong tỉnh khánh hòa và phú quốc tỉnh kiên giang rất may khi biết được âm mưu đen tối này nhiều đại biểu quốc hội, nhiều nhân sĩ, chuyên gia và hàng trăm ngàn người dân trong nước đã phản đối và xuống đường biểu tình chống đặc khu trong hai ngày 10 và 11 tháng 6 năm 2018, khiến quốc hội phải hoãn chưa biểu quyết. Vậy với chức chủ tịch nước sẽ bắt đầu ngay sau khi được quốc hội biểu quyết tại kỳ họp Bắt đầu ngày 22 tháng 10 2018, ông trọng có thể làm được gì với thời hạn 2 năm rưỡi còn lại của nhiệm kỳ tổng bí thư. Theo điều 87 của hiến pháp thì nhiệm kỳ của chủ tịch nước theo nhiệm kỳ của quốc hội. Khi quốc hội hết nhiệm kỳ, chủ tịch nước tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khóa mới bầu ra chủ tịch nước. Như vậy, khi Quốc hội 14 hết nhiệm kỳ 2016-2021 thì ông trọng cũng hết chức chủ tịch nước và luôn cả chức tổng bí thư đảng. Cũng nên biết ngoài hai chức lãnh tụ đảng và chủ tịch nước, ông trọng còn nắm các quan trọng và nhiều quyền lực như bí thư quân ủy trung ương, ủy viên thường vụ đảng ủy công an trung ương và trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng. Với nhiều chức danh như thế thì liệu ông trọng có bị ngộp thở không và làm sao để thực hành câu ông nói nhốt quyền lực trong lòng cơ chế giám sát nhưng ai giám sát ông khi mà chính ông nhìn nhận công tác xây dựng đảng dù đã làm từ khóa đảng 7 đến nay vẫn còn ngổn ngang khắp mặt ông thú nhận rằng kết quả thu được còn hạn chế chưa đạt mục tiêu yêu cầu đề ra công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức quán triệt triển khai thực hiện vẫn còn bất cập hiệu quả chưa cao chưa tạo được sức lan tỏa lớn phải kêu gào mãi như thế hẳn ông trọng nhức nhối lắm nhưng vì ông là người đứng đầu cá đáng và nhà nước nên ông phải ráng mà bươn trải một mình thôi hơn nữa khi có thêm chức mới thì quyền lực hẳn sẽ tập trung toàn diện về ông chỉ khác ở chỗ nếu chiếc áo không làm nên ông thầy tu như ông bà ta đã dạy thì chức danh chủ tịch nước cũng chưa chắc thay đổi được bản lĩnh nói nhiều nhưng chưa làm được bao nhiêu của tổng bí thư nguyễn phú trọng trân trọng kính chào trần hưởng carolina tv